Làm tốt nghe em. Chúc ông vui vẻ. Người! Người! Chạy! Đứng lên! Chính nó đó chị Lô. Anh đã bị bắt. Tôi là học viên trường siêu an ninh. Canh nhanh chân lời cứu tôi lên. Ta rất thích em cùng say với ta suốt cả đêm nay. Bao nhiêu cô gái đã được ta ban cho ân huệ lại hả? Ý? Má ơi! Tụi mày bắt lại con nhỏ! Đây,
Ha ha ha.